đi du lịch Cần Thơ thì cần mang theo bao nhiêu tiền? Bạn có 3 ngày cuối tuần rảnh rỗi, hãy thử đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm một chuyến xem sao. Chắc chắn bạn sẽ có một kỳ nghỉ đáng nhớ đó. Nhưng làm sao để đi du lịch Cần Thơ tự túc, vui vẻ, tiết kiệm? Thì các bạn có thể tham khảo kinh nghiệm đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm từ Sài Gòn của Blog Du lịch nha. Chắc chắn bạn sẽ có được một chuyến du lịch vui vẻ và những bức ảnh chuyện lai đó nha. Những chi phí cơ bản khi đi du lịch Cần Thơ bao gồm những gì? Chi phí một chuyến du lịch Cần Thơ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: số ngày đi, loại khách sạn, loại quán ăn, có mua sắm nhiều đồ lưu niệm hay là đặc sản địa phương hay không, có tham quan các địa điểm du lịch Cần Thơ nổi tiếng có thu phí hay không. Về phí di chuyển, bao gồm chi phí đi từ nơi các bạn ở cho đến Cần Thơ và chi phí di chuyển trong thành phố Cần Thơ. Chẳng hạn các bạn đi từ Sài Gòn đến Cần Thơ thì chi phí khoảng 150.000 đồng trên một người trên một chiều với phương tiện là xe khách. Chi phí thuê xe máy từ Cần Thơ là 130.000 đồng trên một ngày cộng với tiền xăng. Các bạn mang theo xe máy thì chi phí khoảng 50.000 đồng trên một ngày trên tiền xăng. Đặc biệt, nếu bạn đi Cần Thơ bằng xe máy, các bạn có thể tiết kiệm khá nhiều chi phí di chuyển cho mình. Phí khách sạn ở Cần Thơ, tùy vào loại khách sạn, nhà nghỉ tại Cần Thơ mà các bạn lựa chọn. Mà mức phí này có sự dao động khác nhau, mức giá phòng nghỉ tại Cần Thơ thấp nhất từ 80.000 đồng cho đến vài triệu đồng cho các loại phòng và khách sạn hạng sang. Các bạn ở khách sạn Cần Thơ tầm trung thì khoảng 350.000 đồng trên một đêm. Ở Cần Thơ có nhiều loại khách sạn tùy nhu cầu của mình mà các bạn có thể lựa chọn loại khách sạn mà mình vừa thích. Phí ăn uống ở Cần Thơ bao nhiêu? Các bạn có thể chọn ăn các quán bình dân với mức giá khoảng 60.000 đồng cho một phần, hoặc là ăn hải sản, đặc sản miền Tây với nhiều mức giá khác nhau. Các bạn cũng nên chọn các quán ăn Cần Thơ được niêm yết giá cả rõ ràng, thường xuyên đọc thông tin từ các diễn đàn du lịch để tránh lộ của khách hàng mà chuyên chặt chém khách du lịch nhé. Phí tham quan các địa điểm du lịch Cần Thơ. Cần Thơ có nhiều điểm tham quan miễn phí hoặc là vé vào cửa rất là rẻ, như là chợ nổi Cái Răng, lò hủ tiếu, lò kẹo dừa, vườn trái cây, nhà cổ Bình Thủy. Vì thế mà tùy vào từng địa điểm, các bạn lựa chọn ghé thăm mà mức phí sẽ khác nhau. Trên đây là những chi phí cơ bản cho một chuyến du lịch Cần Thơ. Mức phí tối thiểu mà các bạn có thể khám phá được Cần Thơ là từ 1.200.000 đồng trên 2 ngày 1 đêm, hoặc là 2 triệu đồng 3 ngày 2 đêm. Khá hợp lý cho một chuyến du lịch về miền Tây sông nước chứ nhỉ? Sẵn tiện trong video này, một lớp du lịch cũng muốn chia sẻ với các bạn. Một hành trình du lịch Cần Thơ 2 ngày 1 đêm đơn giản nhưng cực kỳ chi tiết luôn nha. Ngày 1 là du lịch Mỹ Khánh cộng với vườn cò Bằng Lăng cộng nhà cổ Bình Thủy và bến Minh Tiêu. Phương tiện mình đi là xe khách, khởi hành từ bến xe miền Tây đến Cần Thơ thì mất khoảng 4 tiếng rưỡi, giá vé là 140.000 đồng cho một người trên một chiều, khởi hành từ 7 giờ sáng đến 11:30 là tới nơi. Chi phí vé xe là 140.000 đồng cho một người nhân với 2 người nhân 2 lượt bằng 560.000 đồng. Mình định đi chợ nổi Cái Răng đầu tiên vì hào hức từ lâu xem chợ nổi là như nào, nhưng vì đến Cần Thơ đã 11:30 rồi nên để dành sáng sáng ngày hôm sau. Mình nghe bảo chợ bắt đầu họp từ lúc 5 giờ sáng. À, vì bọn mình đi bằng xe khách nên đến Cần Thơ phải thuê xe máy. Chi phí thuê xe máy cộng với xăng 2 ngày là 140.000 đồng cho một xe nhân với 2 ngày cộng với 100.000 tiền xăng là bằng 380.000 đồng. Sau khi ăn sáng hủ tiếu đặc sản miền Tây xong, bọn mình ghé thăm miệt vườn. Ở Cần Thơ có rất nhiều miệt vườn trong các khu du lịch, nhưng bọn mình chọn làng du lịch Mỹ Khánh. Mỹ Khánh thì có 2 khu, khu 1 free vé vào. Còn khu 2 thì là 250.000 đồng cho một người lớn. Bọn mình đi cả 2 khu, thăm miệt vườn, câu cá sấu, tam mương, bắt cá và tham quan 18 tầng địa ngục. Chi phí ăn sáng 50.000 đồng cho một người, nhân với 2 người 100.000 đồng. Chi phí vé vào cửa Mỹ Khánh 250.000 đồng nhân 2 người bằng 500.000 đồng. Miệt vườn thì rộng tới 2,2 hecta và trồng hơn 30 loại trái cây khác nhau, có cả các loài hoa và nuôi động vật trong đấy nữa, mỗi người là 15.000 đồng. Mình là fan của trái cây nên đến với đây, mình như là thiên đường vậy. Vừa đi dạo trong khu vườn thoáng mát, để vừa có thể tự do hái trái cây, ăn trực tiếp luôn, thích mê luôn. Ở đây thì còn có những khu nhà nhỏ xinh xắn, nằm dưới bóng cây, nhìn là thích mê. Trong khu du lịch này còn có những khu nhà nghỉ nhỏ xinh, nằm thấp thoáng ở dưới bóng cây giờ mát,
mà ai đến cũng phải trầm trồ. Hơi tò mò về trò câu cá sấu nên là bọn mình đã mua khá nhiều mồi, mỗi mồi là 5.000 đồng. Cảm giác tự tay câu một loại động vật nguy hiểm thì thích lắm. Các bạn có thể thử cái này nhưng đừng mua nhiều mồi quá, thì cũng dễ chán đấy, chỉ để thử cho biết thôi nha. Tham quan 18 tầng địa ngục, vé vào là 30.000 đồng cho một người. Riêng mình là đứa hay sợ nhất ở trong đoàn. Tôi cũng là lần đầu tiên đi mấy thứ ma mị như này nhưng cũng thấy ok lắm. Một lần chơi lớn xem sợ đến đâu, nhưng kết quả là không sợ lắm, không làm mình hoang mang như cái tên của nó. Tam mương bắt cá, mình cực kỳ ấn tượng với trò chơi này, phải nói rất là bẩn, bắt nên để chơi cuối cùng, nhưng cũng rất là đáng. Giá thì cũng khá cao nữa, 100.000 đồng cho một người. Chơi trò này cần đoàn ít nhất là 15 người, nên bọn mình ghép với hai nhóm khác để chơi. Với hai trò chơi, 30.000 đồng cộng 100.000 đồng, nhân với hai người bằng 260.000 đồng. Nhà cổ Bình Thủy. Mình thì không thể ấn tượng với ngôi nhà này vì cũng không phải là đứa thích nhìn nóng phân tích về kiến trúc. Nhìn chung, nhà mang kiến trúc kiểu Pháp được xây dựng từ hơn 100 năm nay, nhưng vẫn giữ được nét nguyên vẹn của ban đầu. Vườn cò Bằng Lăng. Chiều đến thì bọn mình đi tham quan vườn cò Bằng Lăng, bọn mình đi đúng giờ và đàn cò kéo về 5 giờ chiều. Ngắm được cảnh cánh cỏ trang nghiêm, nhộn nhịp trên vùng trời hoàng hôn đẹp thơ mộng. Bạn có thể đi chiều muộn hôm nay, lúc cò về hoặc đi vào 6-7 giờ sáng, lúc đàn cò bay lượn, dợp trời đi kiếm ăn. Trong vườn có xây đài quan sát với cầu thang xoắn ốc, có thể thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh vườn cò từ trên cao. Tôi đến khoảng tầm 7 rưỡi tối, sau khi ăn xong, bọn mình đi chợ đêm Cần Thơ, mua sắm và vào cuộc sống Cần Thơ về đêm. Chơi chán rồi thì về khách sạn nghỉ ngơi, gọi món ăn tối tại khách sạn luôn cho tiện. Mình gọi lẩu thái, tôm rang, ở tại khách sạn mình ở luôn. Ăn xong thì có người tới mang đi, dọn dẹp sạch sẽ, rất là tiện luôn nha. Chi phí ăn tối 300.000 đồng. Ngày thứ hai, chợ nổi Cái Răng, food tour, kết thúc chuyến đi. Nghe danh về chợ nổi Cái Răng Cần Thơ đã lâu nên bọn mình háo hức lắm. Thức dậy từ 5 rưỡi sáng để bắt đầu đi ra chợ nổi. Chợ nổi Cái Răng là một trong 3 ngôi chợ nổi lớn nhất ở Cần Thơ, là nơi buôn bán các loại trái cây và đặc sản của vùng miền. Còn nếu bạn hỏi nó có gì đặc biệt thì câu trả lời chính là ở cái tên rồi đấy. Lần đầu tiên đi chợ nổi Cái Răng của mình thì còn khá là bỡ ngỡ với rất nhiều dịch vụ ở đây. Và cũng là vì lần đầu đi Cần Thơ nên mình cũng muốn trải nghiệm tất cả các điểm tham quan luôn. Mình có đặt một chiếc thuyền nhỏ chở được khoảng 10 người du ngoạn khám phá chợ nổi Cái Răng. Giá mình đặt vào cuối tuần là 150.000 đồng cho một thuyền, đi 30 người thì cũng thế. Còn mình vì muốn đi thêm lò hủ tiếu, cơ sở sản xuất kẹo dừa, cốm nổ, vườn trái cây thì giá trọn gói cho một thuyền riêng là 400.000 đồng. Bạn đi càng đông, chơi giá mỗi người càng rẻ. Chi phí thuê thuyền riêng tham quan chợ nổi 400.000 đồng. Đầu tiên là bọn mình đi tham quan chợ nổi Cái Răng trước. Hiện tại, chợ nổi Cái Răng nằm ở phía hạ lưu của sông Cần Thơ, cách cầu Cái Răng khoảng 600m. Với diện tích mặt nước khá rộng lớn, chợ nổi Cái Răng nằm trên trục đường thủy sông Hậu, kênh sáng xả no, nên rất thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán với các địa phương lân cận và cả vùng sông nước Cửu Long. Đây là lý do khiến chợ nổi Cái Răng có quy mô lớn nhất, sầm uất nhất so với các chợ nổi trong vùng sông nước Cửu Long. Tại chợ thì hàng hóa rất đa dạng, phong phú, đứng đầu là nhóm hàng nông sản, trái cây, rau củ quả, hoa kiểng. Tiếp theo là nhóm hàng thủ công, gia dụng như là lưu hũ, khạp, chén, đĩa, nồi niêu, son, chảo. Thực phẩm, mắm, khô, nước mắm, bột ngọt, đường, sữa. Ngoài ra ở chợ còn có các xuồng nhỏ bán đồ ăn uống và một số hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày của dân cư và du khách. Các món ăn trên chợ nổi Cái Răng bình dị, mộc mạc nhưng vẫn giữ được cái hồn của văn hóa ẩm thực miền Tây mà suốt hàng trăm năm qua không bị mai một. Ngồi trong chành trên ghe, giữa mênh mông sóng nước, ăn một tô hủ tiếu, bún riêu cua nóng hay là bánh canh sáng sánh cùng với ly cà phê ngọt đắng sẽ là những trải nghiệm khiến bạn khó quên. Lúc đầu mình xem qua kinh nghiệm đi chợ nổi Cái Răng ở trên mạng, thầy chia sẻ một tiêu hủ tiếu, bún riêu chỉ có giá 15.000 đồng đến 20.000 đồng. Tuy nhiên hiện tại đã đồng giá 40.000 đồng cho một phần hết rồi nha. Nước uống thì rẻ, cà phê cà pháo chỉ khoảng 10.000 đồng cho một ly thôi. Chi phí ăn sáng cùng với uống cà phê 50.000 đồng cho một người nhân với 2 bằng 100.000 đồng. Dạo quanh chợ, bạn sẽ thấy được rất nhiều ghe chất đầy trái cây hấp dẫn như là xoài, sầu riêng, dưa hấu, dứa, măng cụt. Xuôi ngược trên dòng sông, đừng quên mua một ít trái cây đặc trưng vùng sông nước về làm quà bạn nhé. Sau đó thì bọn mình ghé qua lò hủ tiếu để tham quan quy trình sản xuất sợi hủ tiếu, làm nên món hủ tiếu chiên giòn, chả bông khá là ngon.
Lô hủ tiếu ở Cần Thơ này cũng là lò hủ tiếu có tiếng ở đây nên lượng khách tham quan rất là đông. Thế mấy anh ở đây đóng hàng cho khách mà hoảng. Anh ấy đều đặt cả thùng hàng không. Ở đây có món hủ tiếu chiên giòn chả bông ngon lắm nhá, trị giá là 40.000 đồng trên một gói thôi. Đóng hộp nhìn lịch sự, bạn nào đi du lịch Cần Thơ mua về làm quà cũng được nhá. Điểm du lịch Cần Thơ tiếp theo của mình đi tham quan chính là cơ sở làm cốm nổ, kẹo dừa đặc sản miền Tây. Thế sẽ cập vào bờ để các bạn lên tham quan với những cơ sở làng nghề truyền thống của miền Tây này. Bạn sẽ thấy cách mà người dân ở đây làm nên những món ăn vặt cực kỳ nổi tiếng, đó là kẹo dừa. Món ăn gắn liền với tuổi thơ của nhiều người là cốm nổ. Hiện nay thì cốm nổ không chỉ có vị truyền thống là ngào với đường và gừng như là trước đây, mà bây giờ có nhiều hương vị hơn, hợp thời hơn, nhiều người chuộng hơn như là vị cacao, vị sầu riêng, vị dâu, vị gốc và đặc biệt nhất là vị mặn, trà bông ăn rất là lạ. Thời gian trước, cơ sở chủ yếu làm cốm để đãi cho những dịp đám tiệc hoặc là biếu cho người thân, khách phương xa, dần dần thì hình thành như một nghề để kiếm sống. Ngày nay lượng tiêu thụ cốm đã giảm đi nhiều, tuy vậy mà hương vị đặc trưng thì vẫn không thay đổi. Đi du lịch miền Tây thì nhất định phải ăn thử mua về các loại khô mắm đặc sản, như là khi các bạn đi du lịch miền Tây trong mùa nước nổi thì cá linh, cá cơm nhiều vô kể. Buổi sáng mình có đặt thuyền đi qua những cơ sở mà đặc sản miền Tây, đó là một cái bè nổi trên mặt nước như thế này. Trên này thì bán đủ các loại đặc sản miền sông nước, nhất là cá khô, mắm, bạn sẽ được ăn thử miễn phí hoàn toàn. Ăn thấy cái nào hợp khẩu vị thì mua về làm quà cho chuyến du lịch Cần Thơ nhá. Đến trưa thì vừa cũng tham quan xong, bọn mình đi ăn trưa bằng món lẩu mắm đặc sản Cần Thơ. Chi phí một nồi lẩu mắm Thập Cẩm tầm khoảng 250.000 đồng, đầy ắp luôn. Ăn xong no nê thì về khách sạn thu dọn hành lý và lên xe về lại thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí ăn trưa 250.000 đồng, chi phí phòng khách sạn 400.000 đồng trên một đêm. Tổng thiệt hại cho chuyến du lịch Cần Thơ 3.250.000 đồng trên hai người. Với mỗi người sẽ là 1.625.000 đồng các bạn nhá. Với mức giá chỉ hơn 1.500.000 đồng cho một chuyến trốn khỏi thành phố về miền thơ quê, e rằng xứng đáng quá nhỉ. Chỉ tiếc không sắp xếp được chuyến du lịch Cần Thơ dài ngày hơn để có thể khám phá được nhiều địa điểm du lịch Cần Thơ hơn nữa. Còn bạn đã đi du lịch Cần Thơ hay chưa? Hãy cho mọi lớp du lịch biết cảm nhận của bạn về miền đất sông quê này nhá. Nếu bạn từng đi du lịch Cần Thơ tự túc mà có một lịch trình khám phá Cần Thơ hấp dẫn hơn nữa, tiết kiệm hơn thì cũng chia sẻ cho nhiều người cùng biết nhau. Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch. Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.